Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Trình Lam Sinh. Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1972, giới tính nam, quê quán phường Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 20 tháng 8 năm 1998, trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn cử nhân hành chính tổ chức, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Chức vụ Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác: tháng 4 năm 1992 đến tháng 4 năm 1997, công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, chức danh phóng viên quay phim. Tháng 5 năm 1997 đến tháng 12 năm 2002, chuyển công tác từ Đài phát thanh truyền hình về xí nghiệp In An Giang, nay là công ty cổ phần In An Giang, chức danh nhân viên văn phòng. Từ ngày 20 tháng 6 năm 1997, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xí nghiệp In An Giang. Tháng 1 năm 2003 đến tháng 7 năm 2005, chuyển công tác từ công ty cổ phần In An Giang về công ty Phả An Giang, chức danh nhân viên hành chính tổ chức. Tháng 7 năm 2005 đến tháng 9 năm 2016, chuyển công tác từ công ty Phả An Giang về Sở Nội vụ tỉnh An Giang, chức danh chuyên viên phòng tổ chức công chức. Từ tháng 1 năm 2006, trưởng phòng cải cách hành chính. Từ tháng 3 năm 2007, phó giám đốc Sở Nội vụ, phó bí thư chi bộ Sở Nội vụ. Năm 2013, phó bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ từ năm 2014, tháng 9 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020, luân chuyển về huyện ủy tỉnh Biên, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy, huyện tỉnh Biên, tỉnh An Giang. Tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, ban thường vụ tỉnh ủy An Giang điều động về ban tuyên giáo tỉnh ủy, giữ chức phó trưởng ban, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang. Từ tháng 10 năm 2020, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang. Tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa 15, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang, ủy viên ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.